để tạo các dòng chữ bảo vệ mờ trên văn bản bạn thao tác. Bạn chọn vào nhóm lệnh File Layout và chọn tiếp vào lệnh Watermark. Word sẽ hiển thị ra cho bạn rất nhiều kiểu hiển thị Watermark. Khi lựa chọn, lúc này bạn sẽ thấy sẽ hiển thị một dòng chữ mờ nằm chìm trên trang văn bản. Ngoài các dòng chữ được thiết kế sẵn, bạn cũng có thể thay đổi lại theo ý riêng của bạn bằng cách chọn vào Custom Watermark. Nếu bạn không thích hiển thị là tiếng Anh, bạn có thể chọn lại là tiếng Việt trong All Language. Và lựa chọn lại tên của Watermark thích hợp với văn bản của bạn trong ô test. Nếu bạn không thích phông chữ được mặc định sẵn, bạn có thể chọn lại phông chữ khác trong ô phông. Đã đổi được phông chữ thì bạn cũng có thể đổi được kích cỡ của chữ trong ô size. Ngoài màu mặc định là màu xám, bạn cũng có thể đổi lại màu khác theo ý riêng của bạn. Lựa chọn xong, để xem trước kết quả, bạn nhấn vào nút Apply. Nếu bạn muốn Watermark hiển thị theo đường nằm ngang, hãy chọn vào tùy chọn Horizontal. Tùy chọn Diagonal hiển thị Watermark theo đường chéo. Thực hiện xong tất cả các lựa chọn, bạn nhấn vào nút OK để áp dụng. Ngoài việc chèn các dòng chữ, bạn cũng có thể chèn thêm hình ảnh để tạo watermark. Nhấn chọn vào tùy chọn Bitter Watermark, sau đó bạn nhấn vào nút lệnh Select Bitter và lựa chọn một hình ảnh cần chèn làm watermark. Bạn có thể việc thay đổi lại tỷ lệ của hình ảnh trong ô scale. Muốn loại bỏ các watermark trên văn bản, bạn nhấn chọn vào Remove Watermark.